Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cái đề tài vừa qua, đó là có cái vấn đề gọi là đang bất đồng nhau giữa cái vấn đề tranh luận của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cũng như là của ngành công an, của dưới công an. Thì trước tiên xin kính chào, hiện tại là có hai khách mời là bác sĩ Phan Đình Hiệp và anh thương nhân doanh nhân Kim Môn. Xin kính chào và xin kính chào quý vị. Và sau cái vấn đề này và sau đó nữa thì chúng tôi có thể cũng có nói đến cái vấn đề cái vụ cái xe tải đó. Thì nói trước như vậy để ai có quan tâm thì nghe. Đó, thì trước hết tôi xin mấy phút đầu tôi xin chia sẻ cái hình ảnh mà những cái báo báo chính thống cũng như là báo lề báo ẩn danh đăng cái... nó bị nhiễu gì anh nhỉ? Từ từ xin ở đây bây giờ nó lên đây, đây là không biết sao. Hình như anh Kim đang mở cái Facebook phải không anh Kim? Anh Kim tắt cái âm thanh của cái Facebook đi. Đây cũng đang tìm chỗ cắt tắt đây. Không, cắt tắt cái volume thôi. Hạ volume xuống. Khi mà anh mở Facebook đang xem livestream thì anh giảm cái volume xuống. Rồi. Còn cái chỗ Zoom á thì rồi kính thưa quý vị các bạn, trước màn hình đó là có cái báo Hội Nhà Nông thì có cái tựa đề là người dân Bến Tre thất vọng khi bầu ông Lưu Bình Nhưỡng vào Quốc hội. Đó là cái tựa đề một cái bài báo khẳng định như vậy. Còn cái nội dung thì nếu nếu mà đọc ở đây thì mất thời gian, cho nên quý vị có thể tìm đọc ở trên cái trang báo Hội Nhà Nông. Còn báo mới, đây là gọi là chúng ta hay gọi là báo chính thống đó, thì đăng báo này thì có thể là họ không có đứng về bên nào nhưng mà họ đưa thông tin thôi. Họ đăng là Đảng ủy Công an Trung ương kiến nghị Đảng đoàn Quốc hội xem xét sự việc của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Đấy. Rồi có những cái trang khác, những cái trang này thì thực ra là cũng là trang web báo điện tử nhưng mà ẩn danh đó là nói là sự láo toét của kẻ cơ hội chính trị Lưu Bình Nhưỡng. Đó. Có một tờ báo trang điện tử khác ghi là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng vô tình hay cố ý tấn công ngành công an. Đó. Rồi cũng tờ này thì nói là đính chính xin lỗi cử tri cả nước và ngành công an không làm đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bị bé lại, bị nhỏ lại. Đó thì ý người ta muốn nói là tại sao lại đại biểu của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng lại không có xin lỗi, nếu mà xin lỗi thì cũng không có làm bé lại, nhỏ lại, không có làm giảm uy tín thấp kém, thì ý người ta là như vậy. Rồi cái trang này cũng là trang điện tử ẩn danh thì ghi là cho dân bầu
sao khó khăn một lời xin lỗi. Đấy thì người ta nói như vậy. Rồi có một cái trang tin 60 giây thì ghi là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đang làm tổn hại đến uy tín danh dự của lực lượng công an nhân dân, và họ đưa lên cái hình ảnh là các chiến sĩ công an đang ngồi coi như làm việc miệt mài, mà làm cái việc kiểu này, cái công an kiểu này hình như là đang ngồi gọi là thăm dò kiểm tra các cái thông tin trên mạng, chứ đây không phải về 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 đúng với cái đồng phục, mà đây là giống như kiểu cán bộ của thông tin ấy, mà chắc chắn là có khi là chúng ta hay gọi là lực lượng 47. Thì đây là một cái báo khác, nhưng mà tôi cũng chỉ ra đây đây là Cần Thơ thống nhất trả lại 20 viên kim cương cho chủ tiệm vàng. Thì ý tôi có đưa cái hình ảnh lên lên đây là ý tôi muốn nói rằng là cái sự tranh luận phản biện đó, và cái mạng xã hội bây giờ nó rất có tác dụng, là tại vì như cái tiệm vàng vụ đổi 100 đô vừa rồi đó, là theo cảm tính của tôi và của nhiều người, nếu mà không có mạng xã hội, không có cái sự tranh biện phản biện qua lại, thì có khi bây giờ chưa chắc là chính quyền Cần Thơ đã trả lại tài sản cho chủ tiệm vàng, cũng như là không có thể nhận ra được là thực thi pháp lý pháp luật như vậy là sai trái đó. Thì cho nên cái phản biện tranh luận nó rất là quan trọng. Và bây giờ tôi xin tắt để quay lại cái hội gọi là hội kiến đấy. Thì trước hết có lẽ xin mời anh Nguyễn Kim Môn cho vài ý kiến. Xin chào Thiên, xin chào Hiệp và xin chào cộng đồng mạng. Được chưa nhỉ? Dạ, nghe Mình rồi anh. nói được chưa? Rồi, xin mời anh. Vừa rồi ở Quốc hội Việt Nam đã xem nó có một cái sự kiện, đó là đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng làm đưa ra một chất vấn, nhưng mà đưa một chất vấn làm gây xôn xao dư luận. Đây là một chất vấn phải nói là tôi đánh giá rất là dạng của một đại biểu hội của thời hiện nay. Thì từ xưa nay nếu nếu mà chúng ta để ý thì thấy rằng trong tất cả mọi lần chất vấn Quốc hội thì gần như bên công an gần như không không qua chất vấn cả. Có lẽ thì có lẽ đấy. Và lần này thì đại biểu chất vấn đại biểu quốc hội đều nhớ chất vấn một cái bộ gọi là bộ công nghiệp trong hệ thống chính trị Việt Nam đấy. Và cái thực sự ra nói là trong cái chất vấn ấy, thì phải tôi cũng phải công nhận rằng là ở một những cái câu chữ nào đấy thì mình đều đại biểu có quốc hội thì đều nhớ đưa ra những câu nói nó gọi là mang tính chất là như đại biểu quốc hội đã gọi là khủng khiếp. Thì thực ra thì tôi cũng nghĩ đây là một cái ngôn từ nữa, không phải là nó mang tính chất cũng là kiểu từ miệng thôi. Có thể anh nhìn thấy một con số, và anh nhìn một thấy một cái tính toán, hay mình nhìn thấy một cái mức độ lớn thì mọi người họ sẽ có một cách giật mình và đưa ra cái nói là khủng khiếp đấy. Đấy là cái, nhưng mà thực trạng mà nói là ở đây không phải vấn đề là như cá nhân đại biểu những nói, mà đây là cũng là một cái báo động lớn trong cái vấn đề là an ninh trật tự ở Việt Nam đấy. Không phải là không phải tự nhiên là đại biểu quốc hội ngoài con số đấy ra, nếu như mà tôi trở lại là nếu ngoài con số mà đại biểu tính toán ra, mà ở thực tế mình thấy là trong đời sống của mạng xã hội mà không có cái hiện tượng là hoặc là không có người dân kêu ca, hoặc không có những cái vấn đề an ninh trật tự mà giải quyết thấu đáo, thì chắc là đại biểu quốc hội cũng cũng không dám mạnh dạn nói những câu đấy đâu. Nhưng đây được ở đây có thể do là bị ảnh hưởng của vấn đề đó, thực trạng của xã hội mà đại biểu những nói là một tình trạng đáng khủng khiếp đấy. Cho nên là đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai tôi cũng muốn phân tích qua về cái góc độ là đại biểu quốc hội đấy. Thực ra tôi cũng có đăng một bài viết rồi, ngay sau khi cái
đại biểu quốc hội Nêu Bình Nhưỡng có phát biểu một cái kênh số sao cộng đồng mạng, thì có tôi cũng viết cho để cộng đồng mạng và các đại biểu Nêu Bình Nhưỡng một bài viết. Bài viết này của tôi muốn khẳng định rằng là gì, cái chất vấn này nó là quyền của đại biểu quốc hội. Thực ra chúng ta phải hiểu này, chất vấn là một hình thức hỏi và người bị chất vấn hoặc là người được chất vấn cũng được, đó là một bộ trưởng ngành thì có trách nhiệm trả lời. Đấy, đấy là một cái mà mình phải hiểu, đấy là gọi là chất vấn đấy. Nhưng mà tôi nên là đại biểu quốc hội hỏi đúng hay đại biểu quốc hội sai, hay đại biểu đưa ra có số liệu không phù hợp, thì đấy là quyền của đại biểu. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng đã là đại biểu quốc hội chưa chắc đã được anh thể hiện cái ý chí của người dân, vì anh là đại diện cho dân mà. Anh nghe trong nghe đi những cái nguồn tin, được nghe những thông tin ở dân thì anh có thể truyền đạt lại trên diễn đàn quốc hội thôi. Cho nên là đại biểu quốc hội thực ra là chất vấn là dân chất vấn trước quốc hội đấy, thông qua một ý chí, thông qua một cái người đại diện của mình là đại biểu quốc hội, đó là cái quyền của đại biểu quốc hội đấy. Chính vì những cái quyền đấy là ở tất cả các nước người ta coi cái đại biểu quốc hội là một cái người bắt đầu gần như là không có được được miễn trừ đấy. Ngay cả bản thân có một số khi đã anh đã được trúng đại biểu quốc hội là anh được miễn trừ, là không bị bắt đấy. Nếu không có khi chưa có chưa tước có cái quyền đại biểu quốc hội đấy. Cho nên là tôi nói về như vậy để thấy rằng là cái quyền của đại biểu quốc hội là rất lớn, chứ không phải là không phải một cá nhân, không phải một cái người bình thường được, mà anh có thể là cấm đoán hay là anh có thể là không cho người ta nói. Cho nên là cái quyền chất vấn là quyền rất lớn của đại biểu quốc hội. Thực ra đại biểu quốc hội là một một người gọi là được quyền chất vấn tất cả các thành viên trong chính phủ, bao gồm cả chủ tịch quốc hội, bao gồm các bộ trưởng ngành, bao gồm cả bộ chủ tịch nước đấy, đại biểu quyền chất vấn hết. Còn ở đây tôi chỉ đặt quyền chất vấn đã, còn cái vấn đề là chất vấn đúng sai thì đây trách nhiệm ở bên được chất vấn hay là bị chất vấn cũng vậy, mình cứ gọi là bên được chất vấn cho nó nhẹ nhàng. Tức là tôi phải đưa ra một số liệu hoặc tôi có thể đưa ra một cái thông tin và anh được chất vấn thì anh có thể giải trình lại, anh giải trình lại cái thông tin đấy, và anh giải trình lại thông tin đấy để không phải để giải trình chắc hẳn một đại biểu quốc hội đâu, mình anh giải trình, anh giải trình tất cả toàn dân đấy, chứ không phải. Nhưng mà trong cái hôm sau, thực ra là hôm sau của anh không chất vấn đấy, đáng lẽ là khi đại biểu quốc hội với đồng nó chất vấn đấy, đáng lẽ là bộ trưởng bộ công an là ông tô lâm đấy, là phải trả lời đấy, nhưng mà thực ra thì ông tô lâm không trả lời. Thế nên ngày hôm sau thì có một đại biểu ở cũng đặt trong ngành công an thì quay ra chất vấn lại đại biểu quốc hội nhưng mình nhớ. Thực ra đây chúng ta phải hiểu đây, đây là một buổi chất vấn chứ không buổi thảo luận, không buổi tranh luận, mà giữa đại biểu đó với đại biểu kia chất vấn lẫn nhau đấy. Vấn đề là một buổi chất vấn bộ trưởng ngành thì không thể có chuyện là gì một bộ trưởng ngành không trả lời, nhưng là một đại biểu quốc hội của ngành công an lại quay lại là mình gọi là tranh luận, thậm chí có tính chất là muốn yêu cầu đại biểu quốc hội nhưng cũng là phải sửa sai đấy. Cái chất vấn đấy anh có quyền chất vấn mọi vấn đề, chứ không phải vấn đề anh chất vấn bắt đại biểu khác bắt sửa sai, đấy là một điều rất phi lý ở ở cái diễn đàn quốc hội này đấy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhất Bây giờ qua cái việc anh Kim nói đó thì tôi cũng hiểu là tất nhiên là cái đại biểu quốc hội là những thành viên của quốc hội, đó là cái cơ quan lập pháp. Thì lập pháp thì thường là phải tranh luận rất là nhiều, và đồng thời cái cơ quan đó là cái cơ quan giám sát hành pháp và tư pháp. Thì khi giám sát á, thì cũng phải tranh luận rất là nhiều, tranh luận qua lại, và đồng thời là phải chất vấn. Mà đúng là như anh Kim nói là chất vấn không trừ một cán bộ quan chức công chức nào, kể cả là người lãnh đạo cao nhất quốc gia, đó là chủ tịch nước. Đó. Còn tổng bí thư á, thì lại mặt bên đảng, không có vai trò trong nhà nước, thì cái mô hình chính trị của chúng ta nó hơi có một cái chỗ gọi là cái khập khiễng ở cái chỗ đó. Cho nên là đại biểu quốc hội thì không có quyền chất vấn, mà nói là lãnh đạo to nhất ở Việt Nam thì đúng ra là ông tổng bí thư là quyền lực nhất,
Nhưng mà nói về nguyên tắc đó, là bộ máy chính quyền thì là bất cứ đại biểu quốc hội nào cũng có quyền chất vấn bất cứ một thành viên chính quyền nào, kể cả chủ tịch nước. Đấy, thì cái đó là, nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là bây giờ người ta bên dưới công an cứ bảo là ông đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là nói sai. Đó, thì chúng ta muốn xoáy vào cái vấn đề đó, còn cái quyền đại biểu quốc hội thì tôi nghĩ là hy vọng là nhiều người biết, và tôi nghĩ là công an cũng nên hiểu cái chuyện đó là như vậy. Còn bây giờ xin mời thêm ý kiến của bác sĩ Hiệp, xem là bác quan sát cái vấn đề này thì như thế nào. Anh Thiên ơi, anh nghe có một người anh Thanh đi còn thêm một người đấy. Chào anh Thiên và chào anh Kim Mương, chào các bạn đang nghe phía dưới diễn đàn. Hôm nay thì được anh Thiên mời để nói chuyện về vấn đề là phát biểu của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Thì em nghĩ rằng đây là có lẽ là có lâu lắm rồi thì trong đại biểu quốc hội có những cái tranh luận mà đây có vẻ là nó hơi nóng, hơi khác bình thường. Nhưng mà nếu mà nhìn ra đó là một cái sự đa dạng và nên khuyến khích. Mặc dù vậy thì Niên Thiên cho một loạt cái ví dụ là chúng ta có thể thấy là các cái báo chí truyền thông thì tập trung là phê phán đại biểu Lưu Bình Nhưỡng bằng những cái lời lẽ rất là nặng nề, và có vẻ những cái đó nó không có hợp lý lắm. Bởi vì ở một cái xã hội, chúng ta muốn đến một cái xã hội là 4.0, một xã hội mà cho người ta có quyền góp ý, thì như hoàn toàn đồng ý với môn, tức là cái điểm là nếu mà ông nếu mà đại biểu Lưu Bình Nhưỡng có nói có gì gì đã gọi là chất vấn thì là bộ trưởng phải đứng ra trả lời, là bộ trưởng Tô Lâm phải trả lời. Còn nếu không trả lời thì cái việc mà một người đại biểu góp ý sai đúng là cái chuyện đó vẫn có thể xảy ra, nhưng mà không có lý nào là dùng tất cả những cái dư luận khác để mà chà, rồi dùng cả cái nào là đảng ủy của công an trung ương, cái đó có vẻ là người ta sợ hãi quá, đúng không? Ví dụ như một người nói có đến đâu cũng không chết chóc, vì quốc hội vẫn là một quốc hội, Tô Lâm vẫn là bộ trưởng, không phải là một câu đó mà là yêu cầu của ông Tô Lâm phải 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 từ chức, đâu có cái chuyện đó. Đây là chúng ta tập nghe cái tư duy phản biện, tức là tập nghe chịu người ta nói và nhìn nhận. Nhưng mà hình như xưa nay ở Việt Nam không có cái tư tưởng đó, họ lúc nào cũng chỉ muốn là 100% là thuần phục từ trên xuống dưới, trên họ không nghe được ý kiến trái chiều, và thành ra khi mà nghe cái điều này thì họ luôn luôn nghĩ rằng à nó sẽ mở ra cái tiền lệ là tất cả mọi người sẽ chống lại này kia, và vì cái vấn đề đó họ lại dùng những cái lực lượng đối trọng một cách không cần thiết và một cách nó gọi là cơ bắp nhiều quá để mà giải quyết vấn đề này, đó là điều đáng đáng tiếc. Về mặt cá nhân đó, thì Hiệp cho rằng là mình không thể khẳng định là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói đúng hay sai, nhưng mà rõ ràng là ngành công an có quá nhiều sai phạm, có quá nhiều sai phạm. Một cái ví dụ như là cái lực lượng mà ví dụ như là công an đứng chặn đường nhà dân mà mặc thường phục chẳng, thì anh là công an hay là không công an? À, rồi là những cái vấn đề mà chết trong đồn công an, những cái vấn đề mà cả luật sư cũng bị đóng bắt rồi, cả là có nhiều chuyện lắm. Thực ra là công an chúng ta cái năng lực cái sức lực vẫn là mạnh, nhưng mà sử dụng cái sức lực đó để mà là chèn ép người ta thì cái điều đó là không nên. Với một cái sự phát triển, nếu con người ta một cái đất nước Việt Nam chúng ta dùng cái tình thương đối với nhau á, thì góp ý với nhau nó không có chết, nó giảm một về cái quyền lực của mình, nhưng mà san sẻ quyền lực cho người khác trên tinh thần ôn hòa, trên tinh thần mà thảo luận thì luôn luôn là điều tốt. Chắc là trên cơ bản Hiệp nói như vậy đã, thì Hiệp nhường lại cho anh Thiên có ý kiến thêm cái việc đó. Trong cái vấn đề này đó, thì thực ra là tôi muốn coi như nói cụ thể luôn là xem là, tại vì bây giờ dưới công an á, là cứ ý là bóng gió, hay là nói thẳng là nói là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là nói sai sai thứ nhất là sai về số liệu, sai về cái thực tế, và sai về cái tình trạng, cái mức độ, cho nên là mới yêu cầu đính chính, yêu cầu xin lỗi. Thì nào là dùng kể cả là bên đảng, gọi là bộ phận công an trung ương đảng, rồi nào là dùng các cái trang mạng điện tử ẩn danh là tấn công thế này thế kia rất là nhiều. Thì tôi thực ra đó là cái lời của phát biểu của Lưu Bình Nhưỡng đó, có thể lúc đầu thì làm cho đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, là ông đó là giám đốc công an Nghệ An mà cũng là đại biểu quốc hội, thì có thể là hơi bất ngờ ở cái chỗ là làm gì có cái gì mà sai là 90 mấy phần trăm, 80 mấy phần trăm, thậm chí là 100%.
Nhưng mà thực ra là nếu mà chúng ta nghe như vậy cũng hơi bất ngờ, và nhưng mà sau đó thì là đại đại biểu cầu là cũng là coi như là cho cái đó là vô lý, thì được đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là nói rõ lại là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng so sánh trong hoạt động tư pháp, có nghĩa là so sánh các cái chuyện chỉ có liên quan đến tố tụng xét xử thôi, chứ không có phải so sánh cả cái ngành công an hay là tên đi đâu rồi? à, không có phải là so sánh tất cả các cái con số vụ việc đó. Cái thứ hai nữa là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng có nói rõ là so sánh các cái hoạt động trong tư pháp cũng như so sánh trong giữa cơ quan tư pháp với nhau, có nghĩa là so sánh công an với tòa án với viện kiểm sát đó, thì cái tỷ lệ là công an là vi phạm nhiều cao nhất so với tòa án và viện kiểm sát đó. Thì nếu mà lấy cái cách so sánh như vậy thì đó là đúng chứ không phải là sai. Còn công an, tôi thấy công an bây giờ là giới công an lại cố tình nói rằng là ví dụ như hàng hàng năm hàng tháng có hàng trăm hàng triệu cái vụ việc, và chỉ có những cái vụ việc đó sai, mình nếu mà lấy chia chia cho nhau thì nó chỉ lệ là mấy phần trăm thôi chứ không, hoặc là không phải mấy phần trăm thôi chứ không có cái chuyện 90% hay là 100%. Thì bên nào cũng có cái đúng, nhưng mà mỗi bên dẫn chiếu mỗi cái cách khác nhau đó. Thì tôi thấy là đáng lẽ ra đó thì bên công an phải nói ok, nếu mà anh nó so sánh trong cái hoạt động tư pháp hay là chỉ trong cái phạm vi là tòa và viện và công an á thì cái đó là đúng, còn nếu anh so sánh tổng thể thì sai đó. Tại vì ông đại biểu Lưu Bình Nhưỡng so sánh là có con số, có hồ sơ đó, có số liệu đàng hoàng đấy. Nhưng mà bây giờ công an lại kiểu muốn đánh đồng, có nghĩa là biết cái đó rồi nhưng mà lại có khi có trang thì lại trách là ở lúc đầu trong hội trường anh nói khác, bây giờ có nghĩa là trong hội trường thì Lưu Bình Nhưỡng không nói rõ như vậy nhưng mà công an bây giờ trách là trong hội trường thì nói khác mà bây giờ anh ra nói khác, hay là kiểu cứ để cứ 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 phớt lờ cái chuyện đó, phớt lờ cái chuyện là Lưu đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là so sánh trong hoạt động tư pháp hay là so sánh ở giữa công an với tòa, mà cứ nói là công an là vi phạm lớn, rồi cuối cùng là họ thua cái lý đó thì họ lại nói là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là cho là công an là vi phạm kinh khủng. Ủa thì theo tôi đó, cái kinh khủng hay là ghê gớm hay là gì đó thì đó là cái lời nhận xét của một cái tính từ cảm tính. Có thể là đối với ông A đó ông A cảm thấy kinh khủng, mà đối với ông B thì cảm thấy ghê gớm, mà đối với ông C thì cảm thấy bình thường hay là gì đó, thì cái đó là cái cảm tính, mà không có thể lấy bây giờ lấy một cái từ đó giống như kiểu những cái người trẻ con để kích nhau những cái tính từ, những cái cảm nhận như vậy được, mà để lên hàng loạt báo chí hoặc là thậm chí cả cái chính thức là gọi là bên mặt đảng trung ương là đề nghị bên đảng quốc hội là phải xem xét thế này thế kia, thì tôi thấy cái đó đối với tôi là tôi nhận xét là dưới công an là đang kiểu đang có cái kém văn hóa tranh luận là một, thứ hai là cảm thấy nhỏ nhen, thứ ba nữa là không dám đối diện với sự thật. Cái sự thật cho thà rằng mình rồi, xin mời anh. Tôi ý kiến theo tôi thì chúng ta không nên đi sâu vào vấn đề chi tiết là con số đó là bao nhiêu, bởi vì ngay cả bản thân chúng ta cũng biết rằng là cái chi tiết con số đấy là chi tiết của đại biểu quốc hội nói rằng là đây là chi tiết nhưng mà được lấy ra từ một tài liệu mà đã là mà chúng ta cứ đi tranh luận về con số đi đúng hay sai thì có lẽ tôi nghĩ được không nên, bởi vì là đã là toàn diện tài liệu mặt đấy thì chúng ta cứ có quyền được xem thì vẫn người có thẩm quyền được đấy, cho nên bây giờ chúng ta cứ đi sâu tranh luận là cái con số đi đúng sai thì nó trở thành đi về tiểu tiết, mà là chúng ta nên tranh luận ở góc độ này là tức là vì quyền chất vấn của đại biểu quốc hội đấy. Bây giờ thực ra chất vấn là gì, đó là họ anh Không, ạ, là thực ra chất vấn đó phải là cắt gì ngang cái này không này, cái không nói quyền rõ chất lắm vấn, đấy. cái quyền chất vấn công an không có trách gì cả, công an không có nói là ai không được chất vấn hay là ai được chất vấn, nhưng mà công an cứ nói là cái phát biểu cái tranh luận của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là sai. Thì ở đây chúng ta không có đưa ra những cái thông tin mật là cái vụ gì hay là những cái hồ sơ gì, mà chúng ta chỉ nói cái phần trăm, mà cái đó cũng không phải mật nữa, là tại vì đó đó là
chính kể cả bên đại biểu công an Nguyễn Hữu Cầu cũng đã đưa ra cái tỷ lệ thôi, chứ còn không biết được cái vụ án đó là vụ án gì thì cái đó là không phải bí mật. Nhưng mà chúng ta đưa ra cái tỷ lệ phần trăm để chúng ta nói rằng là cách họ so sánh có đúng hay không, và bên nào đúng ở đoạn nào, bên nào sai ở đoạn nào. Chứ còn chúng ta thì tất nhiên là không có, kể cả có muốn đưa ra cũng không biết được cái mật mà đưa ra. Cho nên anh theo tôi thì anh Kim không phải lo là cái chỗ đó. Nhưng mà ý tôi muốn nói tiếp ở đây đó, đối với tôi đó, cái vấn đề, cái nguyên nhân mà dẫn đến những cái chuyện mà cứ giằng co như thế này đó, thì công an đó, có vẻ là không có muốn người khác chỉ trích mình, không có muốn người khác chỉ ra cái điểm yếu của mình. Rồi mà theo cái thói quen từ trước đến giờ rồi, cái kiểu như vậy, chưa có cái văn hóa phản biện, chưa có cái đối diện với công khai với công chúng cái gì thật, cái gì sai, cái gì hay, cái gì tốt, cái gì xấu đó. Cho nên là để rồi cứ đánh tráo khái niệm, hay là cứ kéo dài nhùng nhằng, còn gọi là tấn công kiểu mơ hồ, thì đó là ý kiến quan điểm của tôi như vậy đấy. Thì tôi xin mời anh thực ra đó, tôi xin trước khi tôi mời anh Kim thì tôi nói một cái vấn đề này là cái quyền chất vấn Quốc hội là cái đó là quyền tuyệt đối rồi. Bất cứ trong, kể cả trong ngành lập pháp, tư pháp hoạt động, tất cứ đó là có quyền rồi, thì cái đó mong là ai cũng hiểu như vậy. Nhưng mà công an đang trách là cái chỗ là xin mời anh cho cái ý kiến này. Thứ nhất là này, chúng ta lúc tôi đang nói dở một chút xíu. Thứ nhất là cái vấn đề chất vấn đặc quyền, chúng ta như anh nói đặc quyền tuyệt đối rồi. Và ở đây có nghĩa là gì? Khi anh có quyền tuyệt đối, một đại biểu quốc hội có quyền chất vấn, và nghĩa vụ, tôi dùng từ là nghĩa vụ của bên được chất vấn, anh phải có nghĩa giải trình. Nếu cái chất vấn này đúng thì anh phải thừa nhận, còn nếu chất vấn này sai thì tôi bảo là anh đưa ra số liệu sai. Ok, là tôi nghĩ là cái vụ việc đã giải quyết ở đấy rất gọn, rất nhanh, không phải đấy. Nhưng còn một vấn đề nữa mà anh Thiên đang nói ấy, và cái vấn đề liên quan đến vấn đề dư luận, thực sự ra chúng ta cũng phải hiểu rằng không phải là bây giờ cái truyền thông nó tự do, nó len lỏi vào từng tận nhà hoặc từng ý kiến của từng người, của do cái mạng xã hội mà ta được, do cái mạng xã hội, do cái internet mà người ta được quyền nói, thì chúng ta nên tôn trọng, chúng ta nên cho tôn trọng cái quyền được nói đấy. Tôi cho rằng là tất cả những bài viết, tất cả những bài nói, tất cả những cái thông tin đấy của các trang để làm những trang như lúc đây anh kia nói là những trang điện tử không chính thống, mình cũng có quyền, đấy là quyền của người ta, tôi nghĩ đấy là quyền của người ta. Còn ở đây tôi chỉ muốn nói là này, cái quyền đấy cũng không được phép xâm phạm những quyền của đại biểu quốc hội. Anh có quyền đưa ra nhận xét, anh có quyền đưa ra những cái phản biện đấy, nhưng anh không có quyền yêu cầu, có những trang mạng đâu mà yêu cầu đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phải xin lỗi, phải đính chính. Thực ra khi đại đã là đại biểu quốc hội ấy, họ có quyền tuyệt đối như vậy thì không ai có quyền yêu cầu người ta chính đính cả. Mà đính chính hay không đính chính là cái người chất vấn, cái người được chất vấn đấy phải đính chính lại. Đấy là chứ còn bây giờ anh yêu cầu một đại biểu quốc hội đính chính hoặc yêu cầu một đại biểu quốc hội xin lỗi thì tôi thấy là có nghĩa là gần như là muốn không cho đại biểu nào mà cảm thấy rằng là cái thông tin của mình hoặc là cái mình muốn hỏi mà chưa được chính xác, không được, không dám nói, không được hỏi nữa. Bởi vì tôi không nắm được chính xác thì có nghĩa tôi mới đi hỏi, tôi mới chân được anh. Bởi bây giờ anh phải bảo anh nếu có sai hoặc nhớ tôi hỏi mà anh không trả lời cho anh quay ra anh bắt tôi phải xin lỗi thì đấy là một cái rất là phi lý trong cái diễn đàn của cái mạng xã hội này. Anh chẳng có tư cách gì để mà bắt một đại biểu quốc hội xin lỗi cả, trong khi đại biểu quốc hội là cái quyền chất vấn của người ta. Đây là cái ý kiến tôi nói về mạng xã hội. Còn chúng ta trong thời đại này cũng phải chấp nhận, ngay bản thân chúng ta này cũng đang một kênh phản biện đấy, cho nên người ta không có quyền cấm chúng mình phản biện, không có quyền mà chúng mình hội thảo cái này. Và như vậy là mình cũng nên tôn trọng những quyền đấy của họ. Còn cái quyền đấy ở đây ta chỉ phản biện này, anh chất vấn hoặc anh phản biện hoặc anh đòi hỏi những cái quyền, những cái mà nó không thuộc phạm vi của anh hoặc là vượt qua phạm vi của anh, lý nào một sự phi lý của người mà lập cái trang mạng đó, người viết cái bài đấy. Đấy là cái tôi muốn nói. Rồi cái thứ nhất này, cái nữa
có một thông tin và một cụm bạn ở trong miền Nam nói là cái thị trấn huyện Cai Lệ thế đấy là ở tỉnh Bến Tre, nhưng thực ra thì người ta lại nhầm hoàn toàn. Cai Lệ đã không phải tỉnh Bến Tre mà Cai Lệ, huyện Cai Lệ đã thuộc về tỉnh Kiên Giang đó. Đấy, một bài viết mà đến mức độ cái địa danh mà anh phải viết sai thì có nghĩa là tôi hoàn toàn không tin ở những cái người gọi những cái người nhân vật ấy, mà họ ấy đưa ra ở trong bài viết đấy. Cái thông tin mà lúc địa danh của một huyện Cai Lệ là ở Kiên Giang, ông lại bảo là huyện Cai Lệ của tỉnh Bến Tre thì rõ ràng là cái thông tin đấy của anh, những thông tin kia của anh cũng không chính xác nữa, cho nên chúng ta không lên bảng nữa. Cái bài viết mà nó có những thông tin không chính xác thì chúng ta không lên bảng nữa. Đấy, cái ý kiến của tôi là như vậy. Tuyên Hiệp thì Hiệp nghĩ thế này, thì lúc như Hiệp cũng nói lúc đầu đấy, tức là ở Việt Nam chúng ta chưa có văn hóa phản biện và chúng ta chưa có cái văn hóa gọi là negotiate, tức là thỏa thuận với nhau, thành ra là cái lỗi đó tức là họ không bao giờ muốn họ nhận mình sai hết đấy, mà không nhận. Nhưng mà thôi thì sẵn coi cái dịp này chúng ta có thể nhìn lại cái vấn đề, nó có một cái hay ở điểm này này. Ở Việt Nam chúng ta cứ mà ai bị chỉ trích ấy, thì lôi cả ngành cả nghề vào mà để mà chửi đó. Cái thực tế là như vậy. Ví dụ như là cái vụ trước chúng ta thấy không, như là đại biểu Phạm Thị Minh Hiền mà chỉ trích Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thì lại lập tức là có những người khác lại nói là nói xấu cả ngành giáo dục. Hoặc là ví dụ bên y tế chẳng hạn, cái người nào mà phê bình Bộ trưởng thì lập tức là nói là phê bình cả cái ngành. Người ta quên rằng cái người Bộ trưởng hay là cái người nào mà bị chất vấn, họ là một cá nhân, họ có thể làm sai và họ phải chịu trách nhiệm và chất vấn để mà sửa chữa cái sai đó cho xã hội được nhờ. Còn nếu theo cái tư tưởng mà chúng tôi không bao giờ sai hết thì thực ra cái xã hội này người chỉ có người mù mới không thấy thôi. Thì nếu mà nói cái xã hội Việt Nam có quá nhiều cái sai, bây giờ chúng ta chỉ muốn là sửa lại để tốt hơn, mà muốn sửa lại tốt hơn cho người dân là bằng cách là chấp nhận cái đó, chấp nhận cái việc nghe chỉnh sửa thì nó mới tốt hơn được. Chứ còn nếu mà cứ gọi là tìm gọi là bịt miệng người dân quá mức thì đến lúc nào nó nổ bùng ra là thối tung hết, trong khi đó là đây là một cái thời điểm mà người dân đã có cái dân trí người ta lên, vậy cái quan trí cũng phải thích hợp với cái tầm dân trí của người dân. Chúng ta thấy rõ ràng như đại biểu Lưu Bình Nhưỡng viết như vậy, mà rõ ràng 12.000, 17.000, hơn 17.000 người ủng hộ cho Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đó là con số đáng kể. Và người ta nhận ra rằng những cái báo chí mà cố tình viết ngược thì nó lại sai đấy. Nhưng mà ngược lại, nhà nói với anh Thiên một nên môn một lúc cái này, ví dụ mình bảo là các đại biểu có quyền tuyệt đối không ai nói, thì thực ra ví dụ như các đại biểu nói sai thì báo chí vẫn có quyền phản ánh, anh đại biểu quốc hội anh vẫn phải nói đúng, chứ là chúng ta phải chấp nhận hết. Tức là chơi cái trò chơi này là trò chơi là, nhưng mà ai dùng cái tờ báo đó, ai nói đó danh chính ngôn thuận hay không. Ví dụ như là một cái người mà đại biểu quốc hội mà nói sai thì người dân người ta phản ánh, thì cũng họ cái tin đó có được đăng lên báo hay không, hay là không được đăng. Rồi cái dụ như ông Lưu Bình Nhưỡng có nói đúng, nhưng mà báo chí có được đăng hay không, hay là cái cơ quan tuyên giáo người ta chỉ định là chỉ có được nói thế này. Tức là chúng ta, cái truyền thông chúng ta bị mất cái cân bằng cái đó. Và nếu mà chơi đẹp hơn mà là tốt hơn á, truyền thông nên để nó rộng rãi một chút. Bởi vì lúc này thì là lúc mà người dân cần quốc hội. Có những người nào còn cái tốt người ta chỉ dừng lại, hãy vì dân vì nước một chút. Chứ còn nếu mà chúng ta vì cái bình an bằng mọi giá thì đó là chúng ta đang làm hại cho đất nước của chúng ta thôi. Những người mà như chúng ta lên nói đây thì cũng chẳng có cái mục tiêu là đả phá hay là giết chết chết chóc ai hết, mà chúng ta chỉ muốn rằng muốn một xã hội Việt Nam nó mở để mà người dân có được cái tiếng nói, được cái thở, được nói cái nguyện vọng người ta và làm cho những cái bức xúc trong xã hội nó bớt đi. Đó là điều rất là tốt cho xã hội. Mong rằng các đại biểu hoặc là những cái bạn mà ủng hộ cho cái phía nào thì các bạn cũng nhẹ xuống. Chứ là chúng ta ngồi đây rất là buồn. Ví dụ cái cắm này kia thì bảo là công an thì người ta xấu hết, không có người nào tốt hết. Còn cắm thì sẽ chửi là mấy thằng này là mấy thằng phản động. Ví dụ tất cả những cái đó nó không đẹp thế nào hết. Bởi vì thực sự nói mà nếu mà nói cả cái ngành công an xấu hết vậy, thì nó đã loạn rồi. Chứ cũng không phải là không. Tức là một cái số ít nhiều tốt nó vẫn có số này số kia. Giống như bác sĩ chẳng hạn, cái hôm mình nói chuyện thì cũng người ta bảo là bác sĩ nào cũng nhận phong bì hết, thì mình nói cũng không phải đâu. Nếu mà ai cũng làm vậy hết thì chết, nhưng mà cái số đó thực sự là nó nhỏ. Nhưng mà nếu cần không chúng ta xây dựng xã hội thì chúng ta lấy cái tốt của người ta để nâng lên, để mà hạn chế cái xấu xuống. Chứ nếu mà nói toẹt một mắt á, thì cũng nó cũng negative lắm, nó cũng làm cho người ta sốc với nhau, chửi với nhau. Mong rằng mọi người ngồi với nhau, đàm thoại với nhau để mà học nhau, để mà tiến bộ.
À, nhường lại cho anh Thiên. Qua cái tôi đồng ý với bác sĩ Hiệp, còn qua cái ý kiến của anh Kim Môn á, thì chúng ta nên phân biệt hai cái này này. Thứ nhất là cái gọi là cái chất vấn là nó khác. Chất vấn thì tôi đồng ý với anh Kim Môn là đã gọi là chất vấn, đã hỏi ấy, thì có khi hỏi đúng, có khi hỏi sai, có khi biết rồi cũng hỏi cho rõ thêm, mà có khi chưa biết cũng phải hỏi, mà chưa biết càng phải hỏi, thì cái đó gọi là chất vấn. Còn có một dạng khác cũng là đại biểu Quốc hội nhưng mà không phải chất vấn, nhưng mà đưa ra lời khẳng định, thì tất nhiên nếu khẳng định sai thì phải rút lại, tại vì cái khẳng định đó nó lan tỏa đến xã hội và người dân tin đại biểu Quốc hội, và nếu đại biểu Quốc hội mà khẳng định sai thì người ta gì tin tin theo và người ta hành động sai. Thì nếu đúng là chất vấn thì có quyền, sai đúng thì có quyền chất vấn, không biết thì hỏi. Và nói như anh Kim là cái người bị chất vấn có nghĩa vụ phải làm sáng tỏ cái việc đó. Dân biết cái này như thế này này, dân biết hiểu cái này như thế kia này, dân không hiểu cái này dân hỏi, thì cái người bị hỏi bị chất vấn là phải có trách nhiệm để trả lời. Đó, đồng ý. Nhưng mà nếu đại biểu Quốc hội đưa ra cái khẳng định thì tất nhiên là nếu mà sai thì phải đính chính. Nhưng mà bây giờ bên báo công an, bên công an là cứ đưa ra là phải đính chính, nhưng mà theo tôi nghĩ ông đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng có sai đâu, mà cứ bên công an cứ rầm rổ lên là phải yêu cầu nào là đính chính, nào là xin lỗi. Tại vì ông ấy nói rõ là ông ấy so sánh trong hoạt động tư pháp, ông ấy so sánh giữa tòa, giữa công an và tòa và viện kiểm sát, thì công an sai ở cái mức độ đó. Đó, sai ở đây cụ thể là đây, tôi đọc cho quý vị nghe là có cái đây tôi nói là tự nhiên ở đây rồi ông đây ông nói là không thụ lý tin tố giác, có nghĩa là bên ông nói là bên tòa án thì là ông nói bên công an là không thụ lý tin tố giác là 94%, thì có nghĩa là so sánh với viện với tòa là bên 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 công an là 94%, còn bên kia là thấp hơn. Rồi thụ lý tin tố giác quá hạn, có nghĩa là chậm quá đó, là 99,76%. Thì nếu mà chúng ta thoáng qua, ủa không lẽ bây giờ 100 cái mà đều làm chậm 99 cái, không phải như vậy, mà đó là so sánh tỷ lệ giữa các cơ quan tố tụng. Rồi chậm gửi các quyết định cho viện kiểm sát là 86%. Đó, đó. Rồi vi phạm tống đạt là 100%, tống đạt có nghĩa là tống đạt cho bị can, tống đạt cho thế này kia, thì nói chung chúng ta không mổ xẻ sâu các cái vấn đề đó, nhưng mà ý ở đây là ông so sánh trong cái nội bộ tư pháp đó, thì ngành công an sai ở mức độ đó và cần chấn chỉnh, thì ông đâu có sai đâu mà phải xin lỗi. Nhưng mà tôi thấy đấy, như tôi nhắc lại là công an chưa có cái văn hóa là tranh biện tranh luận, rồi chưa có cái kiểu cái ngưỡng mà để mà chấp nhận cái sai của mình ở nơi công cộng, ở công chúng, mà chỉ có thể là sai rồi nổi bữa gọi là đóng cửa dạy nhau, đóng cửa chỉ bảo nhau thôi, nhưng mà sai mà đưa ra công khai, đưa ra xã hội thì có vẻ là công an chưa quen lắm. Cho nên là bây giờ ồ à, mà bởi thế anh Kim nói là không chấp những cái trang mờ đó, những cái trang điện tử ẩn danh đó, nhưng mà theo tôi đó, những cái trang đó cũng phải có động cơ họ mới viết à. Cho nên là người mặc dầu không có bằng chứng, chứ mà người dân nếu công an cứ làm như thế, người dân sẽ hiểu đứng sau đó là lực lượng công an, là giới công an. Thì ý tôi muốn nói ở đây là công an phải nên tập cái văn hóa phản biện, là coi như tranh luận, để mà đừng có kiểu mặc dầu là mình ẩn danh, nhưng mà nếu mà cứ ẩn danh mà tung ra như vậy thì người dân vẫn nghĩ đứng sau đó là công an. Rồi xin mời bác sĩ Hiệp. Hiệp nghĩ cái giải pháp đưa ra nó không có khó lắm, bởi vì chúng ta thấy rõ ràng là ngay cái trong khi mà Quốc hội tranh luận á, thì khi mà đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói thì ông đại biểu Nguyễn Hữu Cầu nói qua, rồi cái đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói lại, cái đại biểu Hữu Cầu lại nói lần nữa, và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng lại nói tiếp, thì bà chủ tịch Quốc hội là Kim Ngân á, thì bà nói là thôi là hết hết quyền được nói rồi. Thì cái đúng vì trong thời gian Quốc hội nó không phải chỉ có hai người mà đấu đá với nhau như vậy, nó thành cái trận thì dừng lại như vậy để cho các bên có thể ra hành lang nói tiếp. Nhưng mà có cái điều quan trọng, chúng ta có cái diễn đàn xã hội này, tức là tại sao các cái truyền thông á, người ta mời nếu mà hai bên còn chưa thỏa đáng với nhau á, thì ví dụ đại biểu Lưu Bình Nhưỡng và đại biểu Nguyễn Hữu Cầu lên live stream, lên lên truyền thông chứ không phải live stream hay lên truyền thông, hai người đối chất với nhau thì sẽ hiểu nhau thôi. Tức là khi đó nó khẳng định rằng mọi người sẽ, nhiều người ta sẽ có ví dụ cả nửa tiếng đồng hồ người ta quan tâm, người ta sẽ nghe và người ta thấy rằng à,
như vậy là ông Lưu Bình Nhưỡng ông nói chưa rõ ý, nó chưa rõ ý là so sánh trong vấn đề nội bộ của cái sai sót trong bên tư pháp thôi, thì bên kia muốn đến chính rằng thì là cái sai sót đó chứ không phải là 100% trường hợp. Như vậy nó sẽ người dân sẽ rõ, tức là hai bên chẳng mất lòng nhau hết, thì nó tất nhiên là qua cái này thì cái người đại biểu quốc hội lần sau người ta nói người ta sẽ cẩn thận hơn, cái từ nghĩa nó rõ mặt, nói rằng mặt hơn, và cái bên kia tiếp thu người ta cũng dễ chịu hơn. Đây là cái phương án solution. Chứ còn đấy, hiện nay ấy, là quốc hội thì có mấy phút rồi sau đó là bây giờ thì ông Lưu Bình Nhưỡng thì ông phải trên cái Facebook của ông sẽ nói ông sẽ không có nhận lỗi, cũng bởi vì cái danh dự của người ta đâu có phải là người ta dẫn vào chuyện chơi người ta bậy nó bạn người ta xin lỗi, thì bên kia thì lại không lên đối chất thì lại chơi dùng truyền thông khống chế truyền thông để nói, tức là bị rất nhiều người bảo vệ ngành. Chúng ta biết là một khi mà đụng với cái ngành thì bao nhiêu người, giống như nếu mà hiệp đụng với y tế thì là toàn bộ ngành y tế bao nhiêu người người ta chỉ cho mình chết, thì cái đó nó không phải như vậy. Chúng ta không cần cái đó đâu, nếu mà truyền thông BTV, BTC các thứ đó có thể mời hai ông đó đối chất với nhau, mình tin rằng cái việc mà đối chất nó xem là số người coi sẽ là khủng khiếp và nó hiệu ứng xã hội rất là tốt. Cho nên mình muốn đóng góp rằng sự Việt Nam sẽ theo con đường đó. Nếu mà quốc hội, trong quốc hội có thể chửi nhau như gấu như mèo chứ vậy đấy, nhưng mà bởi vì chúng ta chưa hiểu nhau và chưa đủ thời gian thì ra ngoài chưa đủ thì lên truyền thông tiếp đấy, thì nó đã giúp cho xã hội, chứ không nên thành cái hình thức này, tức là cố gắng bóp chết một người khác, chứ không phải là cái văn hóa cần xây dựng ở đất nước Việt Nam mình. Rồi lại cho anh Môn và cho anh nghe ý kiến thêm của anh Kim. Tôi có ý kiến này, lúc đấy là nói về cái vấn đề là tranh luận, tôi nghĩ là tất cả những cái tại sao chúng ta đặt lại và đặt một câu hỏi, thế tại sao lại có những cái chuyện là ông Nguyễn Hữu Cầu chất vấn hoặc là yêu cầu mà đại biểu quốc hội là đính chính lại thông tin đấy, đó là cái nhận tại sao có cái hiện tượng là các kênh báo chí truyền thông chính thống cũng như không chính thống là có loại này đấy, bởi vì ở đây cái gốc rễ của vấn đề nó là gì anh không giải quyết được cái minh bạch của thông tin. Đấy là cái mà ấy. Bây giờ tôi chỉ nói đơn giản thế này, nếu như hôm đấy ở đại hội trường quốc hội đấy mà đại biểu Lê Bình Nhưỡng đưa ra con số đấy và ông bộ trưởng Tô Lâm đứng lên trả lời và ông tổng hợp lại tất cả những số liệu của ông trả lời lại đại biểu quốc hội Lê Bình Nhưỡng, thì tôi nghĩ cái vụ việc đó sẽ giải quyết ở chỗ đấy rất là gọn, chỉ trong vòng một buổi họp hôm đấy đâu, chứ hoàn toàn không ra đến truyền thông, bởi vì này hai bên một bên hỏi một bên trả lời. Nếu như bên họ mà người ta thỏa mãn cái những cái con số đấy rồi thì đương nhiên người ta sẽ rút ngay là cái con số ý lại, nhưng mà chính vì là cái không, như các bạn nói là những cái văn hóa tranh luận hay văn hóa tranh luận ở thị trường đã không có, chính vì không có đâm mà đần cái sự minh bạch đấy nó không có một tí nào, thì chính vì sự không minh bạch đấy cho nên nguồn nhiều cái thông tin khác lại dồn dập trường các cái hãng truyền thông hoặc là các cái trang mạng khác, người ta có cơ hội để người ta bình luận, và bình luận thì đương nhiên thì có người bình luận đúng có người sai, bởi vì cái này bản thân người ta không có khẳng định rằng đấy được quyền tự do ngôn luận, người ta có quyền bình đấy, và vấn đề đây là ta giải quyết vấn đề đấy, cái thông tin đấy nó có minh bạch hay không. Nếu thông tin minh bạch rồi thì tất cả anh có thể nói sai với tôi, anh nói sai với anh dựng lên một câu chuyện này, mà đang khi mà con chính thống người ta xác nhận rồi thì chắc là cái những cái trang đấy thì tự không hành là sai nữa đấy. Ví dụ tôi chỉ nói bây giờ, nhưng có một người họ nói với tôi đấy, họ bảo đây là đây, trang này nói là huyện Cai Lậy thuộc tỉnh Bến Tre, nhưng thực ra huyện Cai Lậy thuộc tỉnh Bến Tre đấy, thêm một cái chi tiết đấy làm tôi đánh giá cả cái bài viết đây là không có giá trị nữa, đúng chưa? Bởi vì anh hoàn toàn biết sai thì đương nhiên là tôi có quyền coi cả bài viết đây không có giá trị, dù anh đưa đúng, anh đưa tên này 10 người tên, 10 cử tri hay 100 cử tri ở trong đấy tôi không quan tâm nữa, anh biết sai mà. Cho nên cái vấn đề ở đây tôi muốn nói là gì, đấy là cách giải quyết vấn đề tranh luận mà thiếu minh bạch thì nó sẽ dẫn đến cho rất nhiều cái tôi dùng từ rất nhiều cái bản thân người ta bao biện, người thì bao biện, người thì xuyên tạc, người thì là đưa những suy đoán nó trở thành một rừng thông tin và không ai nhận ra được là không ai có quyền, không ai giám sát và không ai biết là thông tin là thật hay giả nữa. Đấy là một cái hiện nay một ở cái ở cái truyền thông Việt Nam, đặc biệt là ở cấp nhà nước, cái xử lý cái khủng hoảng xử lý các thông tin nó
nó như có một cái yếu là nhìn như vậy. Đấy là một quan điểm mà tôi nhận thấy rằng nó là như vậy. Đấy. Còn vì chúng ta cũng phải khẳng định luôn là người ta có quyền bình luận, người ta có quyền viết bài, biết làm sao người ta bình luận thì đúng sai thì tiếp cũng là quyền của người ta mà, quyền tự do ngôn luận mà, cho chúng ta không không bàn nữa, không không chỉ có điều cái này đúng như đúng anh Thiên Tiên nói là có một cái điều khác, tức là cũng là chất vấn, tức là từ xưa nay cũng là chất vấn, rất nhiều đại biểu Quốc hội chất vấn tất cả các cán bộ trưởng ngành, nhưng phải công nhận rằng riêng cái chất vấn của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng này nó dậy sóng mức độ này. Ngay sau khi đại biểu Quốc hội chất vấn xong, một ngày hôm sau đại biểu yêu cầu là chất vấn một cách là sai vị trí của mình, tức là đại biểu yêu cầu lúc đây là đại diện cho dân chứ không phải đại diện cho Bộ Công an, cho nên lại chất vấn lại với đại biểu ấy thì nó sai vị trí của mình. Đó là cái nhất. Cái thứ hai là các trang mạng cũng ào ạt viết bài, tôi dùng từ là ào ạt viết bài, đó là cái mà nó bất thường so với các đại biểu khác chất vấn các bộ ngành khác, mà khi động đến ngành Việt Nam thì vẫn như thế là ào ạt viết bài, có những bài viết là chụp ngay cho cái vấn đề đại biểu Quốc hội là cơ hội. Tôi nghĩ là đại biểu Quốc hội là thực ra thì tôi biết là anh Dưỡng là đảng viên, anh Dưỡng khi ra ứng cử được đảng cử chứ không phải là anh tự ứng cử, mà bảo anh là cơ hội rõ ràng đảng cử anh ra, dân bầu anh ấy, thì anh thực hiện quyền của anh ấy, anh thực hiện nghĩa vụ của anh đến với dân thì không nên dựng chụp ngay cho anh một cơ hội chính trị. Tôi chẳng hiểu cơ hội chính trị nó nên như thế nào trong trường hợp này nữa. Đấy, thế rồi là chụp cho anh là tôi nói cũng may lúc đó tôi nói trên cái Facebook của bình luận tôi cho bạn cũng may là nếu như anh Nhưỡng mà được chụp ảnh với những người mà đã có những bất đồng chính kiến mà rồi thì không kém lại chụp ngay là đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng thường xuyên lén lút quan hệ với những thành phần chống đối đó kia. Đấy. Tức gì anh có quyền bình nhưng anh không được quyền dựng chuyện như vậy. Tôi nghĩ là anh có quyền bình nhưng anh không được quyền dựng chuyện như vậy. Đấy là cái mà tôi muốn nói ở cái chỗ này. Trước khi tôi mời bác sĩ Hiệp thì tôi nói một cái này một chút là cái trang Facebook, cái trang gọi là trang video của Đài Á Châu Tự Do đó đăng cái clip chất vấn giữa đại biểu Lê Bình Nhưỡng, Lưu Bình Nhưỡng và Nguyễn Hồng Cầu đó có hơn nửa triệu người xem, thì có 92% là đồng ý với cái ý kiến của Lưu Bình Nhưỡng, còn chỉ có duy nhất 8% là đồng ý với đại biểu của Lê Hữu Cầu. Tại vì tất nhiên là có cùng những thành phần là bênh theo cảm tính, nhưng mà theo tôi trong đó thì cũng có nhiều thành phần người ta cũng nghe ngóng, không chỉ trong cái video đó mà nghe ngóng ở nhiều cái chuyện ngoài lề nữa. Mà cái số chênh lệch lớn như vậy thì đến đây là chúng ta công an chúng ta đặc biệt xem xét lại. Đấy. Còn tôi xin nói thêm một chút là đúng là như bác sĩ Hiệp và anh Kim nói đó, là có do cái cách một là cái cách, hai là cái nhận thức. Có nghĩa là chúng ta không cấm ai lên tiếng cả, chúng ta lên đây lên tiếng thì kể cả những cái trang báo là ẩn danh họ cũng có quyền tiếng nói, mặc dầu vì lý do gì đó họ không có rõ ràng danh tính, nhưng mà họ ẩn danh. Nhưng mà nếu họ đưa ra thông tin đúng có lợi thì đấy là chúng ta lại càng biết ơn, mọi người xã hội càng biết ơn. Nhưng mà chúng ta trách ở đây cái vấn đề là họ lại ồ ạt đưa ra phản biện, nhưng mà họ lại phản biện sai quy chụp. Thì chúng ta là ý chúng tôi là muốn là phản đối cái đó, chứ còn không phải là chúng tôi lên đây nói là ở tại sao công an đợt này dùng trang này trang kia, dùng cách này cách kia nhiều quá, cái đó là tốt. Nhưng mà với điều kiện mới tốt được một cái là biết phản biện, nhưng mà chưa phản biện trung thực chân chính. Cái thứ hai này là cái cách nói như anh Hiệp với anh Kim đó, đáng lẽ ra là nếu đại biểu Cầu là vừa là đại biểu Quốc hội mà vừa là ngành công an, mà nếu mà trả lời gọi là đối đáp không có thỏa đáng, thì đáng lẽ ra Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải chính thức lên truyền thông và có văn bản đó đính chính cái vụ việc gọi là như vậy ra, và thì coi như là xong. Hoặc là phải Chủ tịch Quốc hội là đứng ra, tại vì trong đó là Quốc hội mà, thì người cao nhất đó là Chủ tịch Quốc hội phải dàn xếp, phải để cái đó
Nhưng mà theo tôi á, theo cái suy nghĩ cá nhân của tôi là như thế này này. Nếu mà chẳng hạn như Bộ trưởng Tô Lâm hay là Chủ tịch Quốc hội mà đưa ra một cái thông điệp chính thống á, thì phải căn cứ ít nhất là phải hầu như tương đối là sự thật. À, nhưng mà nếu mà đưa sự thật á, thì tôi nói thẳng ra là ông Bình Nhưỡng không có gì sai cả. À, mặc dù là đầu tiên là hai bên có hai cái nhìn nhận khác nhau lúc đầu một chút, nhưng nếu mà mổ xẻ cho thực tế thì ông Lưu Bình Nhưỡng không có cái gì sai. Cho nên có thể vì lý do đó mà ông Bộ trưởng Tô Lâm hay là bà Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội không có lên tiếng chính thống, mà cứ để cho những cái thành phần chìm chìm nổi nổi để cứ tấn công theo cái dạng là ngoài rìa, theo cái dạng là sau lưng như vậy. Cho nên là đó là cái cách không đúng. Và đến lúc chúng tôi là công dân, chúng tôi yêu cầu không chỉ là đại biểu Quốc hội mà yêu cầu các lãnh đạo, các bộ ngành, kể cả Chủ tịch Quốc hội, kể cả Chủ tịch nước, phải khi có một cái việc, vụ việc gì đó thì phải, nếu mà cấp dưới hay là các cái ban ngành là chưa chưa phải cao nhất mà chưa có giải quyết thỏa đáng, chưa có đưa ra được những cái luồng ý kiến để cho xã hội biết đúng sai và để các bên đừng có bất đồng nhau, thì phải những người đứng đầu ngành phải có trách nhiệm. Chứ bây giờ Tô Lâm cũng im, bà Chủ tịch Kim Ngân cũng im, cuối cùng cứ để cho báo chí rồi thì nói là cái ủy ban công an trung ương đảng gì đó rồi cũng nói là vậy thôi, chứ cũng chả để ai đó đứng trách nhiệm hay là ai đó chủ mưu chủ để mà ký cái đó ấy cũng không rõ. Cho nên là cái lên truyền thông là tốt, nhưng mà phải cái vụ việc nó phải căn cứ vào thực tế và phải tập cái cách giải quyết ngay từ đầu. Và xin nói thêm một chút là Quốc hội người ta đó là còn là lấy ghế ném nhau cơ mà, tất nhiên là không ai mong muốn như vậy. Cái đó thì chúng ta không có mong muốn là có cái sự kiện đó xảy ra, nhưng mà ý tôi nói là có rất nhiều quốc hội, không chỉ châu Phi mà Đài Loan có, mà Nhật có, thậm chí là lấy sách vở ném nhau có, tại vì cái đó cũng làm thể hiện một cái gì đó bất đồng và muốn đặt cái ý kiến mình, nhưng mà tất nhiên là người ta không có đi quá đà. Thì ý tôi nói ở đây cái chuyện tranh luận bây giờ đó, nói đi thì phải nói lại, tôi thấy cũng có cái vui ở cái chỗ là nó khác trước đây. Trước đây ở diễn đàn quốc hội không có cái chuyện mà hai bên nói nhau như vậy đâu, hoặc là rồi sau đó là này đưa ra xã hội ấy như vậy. Nhưng mà cái đó thì nó báo tín hiệu là chuyển sang một cái thời kỳ ý thức khác, cũng như là nhờ công nghệ khoa học, nhờ mạng, nhờ thế này thế kia, dân chúng mới quan tâm nhiều. Chứ tôi nói thẳng ấy, trước đây giả sử như dân không có mạng, không biết, không quan tâm gì chính trị thì các ông đâu cũng cần cãi nhau lên báo làm chi, tại vì lên báo mục đích là để cho dân, cho xã hội biết. Chứ có phải là nếu mà các ông cãi nhau thì các ông gặp nhau cãi cả thôi, nhưng mà đây mục đích là các ông cũng muốn là lấy gọi là xã hội lấy số đông để mà ủng hộ. Cho nên là cái chuyện đó là một cái tín hiệu hay, nhưng mà ngược lại khi các vị muốn lấy số đông để làm bàn đạp, làm căn cứ thì các vị phải xử lý đúng cách và phải đưa ra luồng thông tin tương đối chính xác, chứ không có kiểu mà bây giờ lại không có đưa ra căn cứ mà lại nói là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là cơ hội chính trị rồi là kẻ này kẻ kia, thì cái đó là thực ra là nó không phải là chính trị, cái đấy là những người bán cá bán tôm thôi. À, chứ cái đó không phải là chính trị. À, và kế tiếp là xin mời ý kiến của bác sĩ Hiệp cho đôi ý kiến, và sau đó có thể là chúng ta có thời gian chúng ta nói cái vụ xe container bị án tù 6 năm. Đấy, thì xin mời bác sĩ Hiệp cho vài ý kiến về cái vụ đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Nếu mà chúng ta nghe về họp Quốc hội xưa nay thì thường thường những cái đại biểu phát biểu ấy, thì chúng ta hay có một cái format, là cái mẫu số chung lúc nào là cũng thành công hết. Cái mẫu chung chúng ta có thể nghe bất kỳ cái kiểu mà ngày xưa đọc là chúng ta đã thành công này, thành công nhà ông liệt kê một lúc rồi, nhưng mà chúng ta có một cái hai cái điểm nhỏ này, cảm giác nó rất là nhàm chán, tức là hai cái tầm nhìn đó là quy kết là cái tầm nhìn của người ta lúc nào cũng chỉ có thành công, và nếu mà nói cái chuyện gì một cái điểm á thì nói một xíu xíu là nhỏ thôi. Cái đó là cái cách mà làm nó hơi nhàm chán. Vấn đề thứ hai ấy là cái vấn đề mà gọi là thuyết âm mưu, thì có rất là nhiều người, nhất là dân chúng thì hay thích cái thuyết âm mưu này lắm. Nhiều người thì bảo là thì ông Lưu Bình Nhưỡng này ông chỉ làm cò mồi để mà vui mà, tức là nhất là những người mà gọi là lề trái ấy, tức là người ta lại bảo là quốc hội thì xưa nay nó chỉ là cái chất giả đấy thì cái nó là làm giả cho vui. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái nếu mà anh nhìn cái với cái kiểu nhìn của mình thì miễn nó không, đây không phải là giả. Mình nhìn là ở cái tiến bộ xã hội, nhìn ở cái thời đại 4.0, vì là cái thông tin bây giờ nó được mở rộng và người dân bắt đầu có tiếng nói, và những cái người trí thức bắt đầu có tiếng nói,
thành ra ngay trong đại biểu quốc hội người ta cũng nhìn là vấn đề người có nhiều đại biểu người ta sẽ cảm nhận, người ta cần, họ nghĩ rằng cái lúc này là lúc người ta sống vì cái dân tộc, tức là có nhiều người có thể đánh quên cái ý thức là mình là đại biểu người dân. Nhưng mà bây giờ sẽ có những đại biểu người ta nghĩ rằng mình đã là người dân, mình phải đại diện cho người dân, bởi vì cái thời điểm của dân tộc chúng ta bây giờ không phải là thời điểm mà như lúc nào nói cũng thành công, mà trong khi thực tế cái thất bại nó sẽ sờ ra đó. Thì đây là một cái điều đáng mừng, và đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là một người đã bắn lên tín hiệu đó để mà người dân và những đại biểu quốc hội khác họ nghĩ rằng nếu như họ dám can đảm vì người dân thì được sẽ được người dân tôn trọng. Nói thêm nữa là ví dụ như chúng ta biết rằng ở Việt Nam thì hầu như tỉnh nào nó cũng có vấn đề hết, cho nên nếu chúng ta bảo ơi ví dụ như ở tỉnh Bến Tre nó có cái vấn đề này thì ông Lưu Bình Nhưỡng phải từ chức đi, thì xin lỗi, giống như anh Thiên có đăng cái vụ mà 5.000 cái tấn container có tăng ở Bến Tre có đúng không, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng ở cái tỉnh nào mà không có. Cho nên là hiện nay nếu mà chúng ta nói là mỗi tỉnh có sai sót mà bộ trưởng phải từ chức thì chắc là cả 500 đại biểu quốc hội thì có ông nào mà có thể gọi là không có ở cái tỉnh đó không có phố không. Cho nên chúng ta bây giờ trong thời điểm bây giờ tức là tìm cái người nào ít có lỗi nhất, và cái đó không quan trọng bằng tìm cái người nào cất tiếng nói cho người dân là người đó được ủng hộ trước. Thì chúng ta chỉ có như vậy thì chúng ta mới khuyến khích được cái những người mà họ có cách lên tiếng nói cho người dân. Nhưng mà thực ra Hiệp chẳng cần khuyên, mà Hiệp thấy đã thấy giống như mình nói cái bài của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, 17.200 người ủng hộ thì không phải người ta không biết là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng có thể trước đây có cái sai gì không, trước đây không phải là của lê trái ví dụ vậy, nhưng mà người ta nghĩ rằng một cái tiếng nói để mà nó phá được cái bức tường là lúc nào cũng chúng ta quang vinh, chúng ta cũng không bao giờ sai, chúng ta luôn luôn sáng suốt, nhưng mà chúng ta lại cho người dân cái cuộc sống bất an. Người dân thấy rõ ràng bất an, đây là tín hiệu cho người dân ủng hộ cho những cái tiếng nói gọi là tốt của đại biểu quốc hội. Hy vọng rằng là nhiều người sẽ ủng hộ đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, và mong rằng những đại biểu khác nếu như là nếu họ còn cái chữ là vì người dân vì đất nước Việt Nam thì cứ dũng cảm mà nói. Tất nhiên là giống như những người như mình cũng không phải là bảo vệ một cách tuyệt đối mà cái nào, chúng ta chỉ nói ý kiến thôi, và chúng ta chỉ muốn tất cả khi chúng ta nói chúng ta muốn xây dựng một cái xã hội nó tốt hơn cho người dân dễ thở đó. Và xin nhường lại cho anh Thiên và anh Kim Mon. Tôi qua cái ý kiến của bác sĩ Hiệp á thì tôi đồng ý là trước đến giờ có thể là phía chính quyền, phía Đảng Cộng sản có thể là dựng ra nhiều cái vở kịch để mà cho gọi là có dân chủ, có công khai, có đa dạng, đa chiều vân vân. Tôi đồng ý có cái đó, nhưng mà cũng tùy, không phải lúc nào cũng vậy. Và theo tôi thì đánh giá là cái việc mà phát biểu của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng thì cái đó là xuất phát từ những cái quan điểm, nhận thức, những cái ý kiến. Và tôi nói các bạn nhiều cái lúc các bạn cũng cực đoan quá ở cái chỗ lấy này, các bạn nên hiểu kể cả nhá. Trong gia đình hay vợ chồng, thậm chí là cùng là một gia đình, cùng là thậm chí là anh em, cha mẹ máu mủ với nhau, nhưng mà có khi vẫn bất đồng, có khi có những cái chính kiến riêng, thì người ta cũng là con người, mặc dù người ta cũng là Đảng Cộng sản, cũng là thành viên Đảng Cộng sản hay là cùng trong Quốc hội, nhưng mà người ta cũng có cái chính kiến riêng của người ta, từ xuất phát từ lợi ích này, từ nhận thức này, từ trình độ hiểu biết này, vân vân. Mà con người ai cũng có cái tính cầu tiến. Cho nên là ý tôi muốn nói là tôi, những người cứ suốt ngày là thấy họ làm cái gì mà cứ nghĩ là Đảng Cộng sản hay là chính quyền Việt Nam hiện tại này cứ cá mè một lứa, cứ còn toàn ngoài ra những cái gì khác là đóng kịch, thì cái đó lúc nào giờ chúng tôi nói về phía công an, nhưng mà ngược lại bây giờ phía là chống đối chỉ trích công an, cũng đặc biệt những người nghĩ đó là cái kịch, thậm chí chống đối cả bên công an, cả đại biểu Lưu Bình Nhưỡng thì phải nên xem xét lại, chứ không phải cái gì cũng có kịch, tại vì ngay trong nội bộ gia đình chúng ta vẫn có những cái chính kiến khác nhau đấy. Thế còn như bác sĩ Hiệp nói đó, tôi thì không xem, nhưng mà cái bài đăng của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng ấy, để mà bảo vệ cái ý kiến của đại biểu đó mà có mười mấy ngàn người xem, trong lúc đó những cái bài khác bình thường trước đây của ông chỉ mấy chục người like thôi, mấy chục người bấm tương tác thôi, mà bây giờ mười mấy ngàn người, thì cái đó nó thể hiện rằng xã hội chúng ta bây giờ vẫn muốn chơi với nhau bằng cách là phản biện, bằng cách lời nói chứ không có dùng vũ lực nữa. Mà nhưng mà bây giờ xã hội bây giờ chưa, nhiều người muốn như vậy, thích như vậy, nhưng mà chưa dám lên là tại vì người ta đang sợ vũ lực. Cho nên qua đây tôi cũng muốn nói với công an rằng bây giờ chúng ta chơi với nhau bằng lời nói đi. Lời nói kể cả sai vẫn không chết, nhưng mà
công an cũng nên nhìn nhận rằng sao tại sao một bài của Lưu Bình Nhưỡng trước đây có mấy chục người bấm like, bấm tim, bấm này thôi, bây giờ cả mười mấy ngàn, gần 20,000 người, hay là trên đài Á Châu Tự Do nửa triệu người xem mà 92% là ủng hộ Lưu Bình Nhưỡng và có 8% ủng hộ đại biểu Cầu đó. Thì cho nên là bây giờ đến lúc ngành giới công an nói chung là cũng phải tiếp cận mạnh dạn, không không có mình mà càng giấu giếm, mình càng rụt rè, mình càng càng ở đầu xa trong bóng tối thì mình lại cứ càng tối. Mình cứ ra đi, ra gió ra nắng, mình sẽ thích nghi, mình sẽ khác ngay. Cho nên là một vấn đề là tôi muốn nhấn mạnh là xã hội bây giờ thích chơi tương tác với nhau bằng lời nói, bằng phản biện, bằng trí nào, không có thích vũ lực. Đó là tại sao người ta bấm tương tác like với một cái bài của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là mười mấy ngàn người đó. Thì đó là cái vấn đề nhận định của tôi như vậy. Thì bây giờ anh Kim có vấn đề gì nữa không? Nếu có thì xin mời anh. Không thì một là chúng ta nghỉ, hai là chúng ta nói tiếp với chủ xe. Đó như thế này nè, tức là trong những cái bài viết hoặc trong một số trang điện tử thì tôi thấy được có những cái trang nó nói là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là bôi đen cái ngành công an. Tôi đính chính cho con làm tin, bởi vì tôi không quan tâm cái trang đấy, bởi vì nó là cái trang không chính thống, không có cái ai đứng ra đại diện để mà tranh luận hoặc là nhận trách nhiệm với những bài viết của mình. Cho nên tôi chỉ nói này, khi mà họ nói là đại biểu Quốc hội cái đồng ý bôi nhọ công an thì tôi nghĩ là chẳng ai để bôi nhọ được ai được. Đấy là khẳng định luôn, nếu ngành công an mà trong sạch, nếu ngành công an đấy thì ông có nói rời nói về chăng nữa cũng không thể nào bôi nhọ được. Đó là cái nhất. Cái thứ hai là phải nói rằng là cái phát ngôn của đại biểu, cái chất vấn của đại biểu Quốc hội trước Lưu Bình Nhưỡng trước Quốc hội nó là quá nhiều người quan tâm, tôi dùng được quá nhiều người dân, nó gọi là gây là một cơn bão trên mạng ấy. Thì chứng tỏ là hôm vừa rồi tôi cũng nhìn qua thì riêng cái lượng người mà gọi là tương tác like nó rơi khoảng từ 15-16 nghìn trở lên, và nó trên khoảng chừng 5,000 lượt chia sẻ. Đấy, trên 5,000 lượt chia sẻ. Thực ra thì mà nói này này, trước đây, trước cái phát ngôn này có lẽ rất nhiều người vẫn không quan tâm là ông Lưu Bình Nhưỡng là ai, nhưng mà tôi đã cảm dù là ông mấy lần ông lên đại biểu, nó lên vô tuyến rồi lên ấy, ông chất vấn, nhưng mà chắc chắn là bởi vì rất nhiều người người ta gần như không xem vô tuyến nên người ta chẳng biết ông Lưu Bình Nhưỡng là ai. Nhưng đến bây giờ chắc chắn là coi luận cái lượng người Việt Nam có thể phải đến 80% mà có thể biết lên đại biểu Lưu Quốc hội Nguyễn. Bởi vì sao này, cái chất vấn của ông ấy nó rất thực tế, nó rất thực tế và rất được nhiều người quan tâm. Đấy, đấy là một cái thực tế nhất mà ấy. Và việc mà chất vấn đấy nó là hoàn toàn đúng, cho nên người ta ủng hộ. Lượng người này nó là 15,000 là một lượng người khủng khiếp với một trang Facebook mà ít người người ta quan tâm. Thậm chí có những người tôi biết là có những người mà cũng gọi là bất đồng chính kiến, cũng gọi là quan tâm đến vấn đề chính trị đấy, còn không biết, còn hỏi tôi là đây có phải trang của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng không đấy, hoặc là người ta cũng nói rằng hôm nay biết là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng có Facebook, nhưng thực ra tôi biết lâu rồi đấy. Đến mức độ như thế thì chứng tỏ là anh phải biết rằng là cái số lượng người quan tâm, người Việt Nam quan tâm đến chính trị bây giờ không phải ít như ngày xưa đâu. Chẳng qua thì người ta không xem vô tuyến, bởi vì cái vô tuyến nó đưa thông tin một chiều, không có tranh luận, nó nhàm chán, lúc nào cũng được khen, lúc nào cũng tốt đẹp. Và cái đấy nếu mà xem mãi, khen mãi thì tôi chẳng cần muốn xem làm gì nữa. Lúc nào câu học lại sinh, lúc nào cô lại sinh thì khen làm gì. Tôi nghe làm gì, tôi chỉ muốn nghe những cái trái chiều, những cái trưng lượng để mà làm sáng tỏ vấn đề. Đấy mà cái là mình mới, cái mà người dân quan tâm. Chứ anh khen mãi tôi nghe nhảm tai quá rồi. Thậm chí tôi xin lỗi, nhà tôi 4-5 tivi mà đến nơi mức gọi không dùng để hỏng anh biết rồi. Bởi vì tôi nghe mãi chán rồi. Nhưng mà Facebook là tôi một ngày tôi dùng đến khoảng chừng 8-9 tiếng đồng hồ. Bởi vì ở đây nó có rất nhiều thông tin. Đấy, nó rất nhiều thông tin, nó rất nhiều cách tranh luận mà mình phải phải tham khảo. Có khi mình không nắm được đâu. Nhưng mà qua những tranh luận này thì mình lại sáng tỏ ra. Ngay bản thân như bây giờ lúc này như Thiên nói về cái vụ tai nạn xe container, thứ xưa mà nói này, khi xảy ra tai nạn vụ container tôi cũng không hề
tôi chính xác là tôi im lặng, gần như im lặng, tôi theo dõi. Bởi vì này, cái những cái thông tin ở trên mạng, thứ nhất là thông tin không chính thống, người ta viết là không chịu trách nhiệm, và bản thân mình là không không phải người nắm được cái hồ sơ của cái vụ tai nạn đấy, thì tôi không không tham gia nhiều đấy, tôi không tham gia nhiều, tôi để mọi người tranh luận đấy. Và mình sau đấy này có thể là chúng ta nói sang một cái video khác mà chuyển sang của Facebook bác sĩ Hiệp đi, cho hay là của anh Kim tùy, tại vì cái video này dài một tiếng rồi, khi người ta lấy post lên YouTube nó khó. Dạ, có lẽ mình để Hiệp nói một cái nữa rồi mình dừng thôi. Hiệp nghĩ rằng giống như Hiệp đồng ý với các anh đó là sau cái sự kiện này chúng ta có thể thấy rằng là đây là cái máy thì chúng ta nói đi, dạ, thì nó nếu mà dài quá thì mình cắt định được. Thôi mình cần có thể hôm nay mình dừng ở đây thôi, hôm sau nếu có rảnh thì mình nói chuyện chuyện kia sau cũng được, vì hôm nay cũng dài rồi. Thì nếu vậy thì bây giờ tôi xin, tại vì sóng cũng hơi yếu nữa, thì tôi xin kết luận như thế này này. Đây là nói chung là nói về kinh tế học thì cũng đúng, và nói về nhân loại học hay là gì gì học thì cũng đúng, là ở cái chỗ tôi muốn nói như thế này. Bây giờ chúng ta chơi với nhau bằng phản biện, tranh luận, thậm chí là chửi bới chỉ trích cũng được, nhưng mà bằng nào? Tại vì cái gì mà hoạt động bằng nào á, nó ra giá trị lợi ích. Còn cái gì mà hoạt động bằng vũ lực thì đuôi mắt mẻ trán, sứt tay, thậm chí là mất mạng, vào tù. Đấy, cho nên ý tôi muốn nói là ở bên nào cũng được. Nhưng mà bây giờ chúng ta thứ nhất là phải cứ từ mạng cho đến là ở Quốc hội trực tiếp, cái tranh luận, cái đó là một cái chúng ta phải, thậm chí là phải đẩy mạnh thêm nữa, rất nhiều nữa. Đấy. Mà bởi cái chuyện mà tôi đồng ý rằng là bây giờ có nhiều người đó, người ta cổ vũ, người ta ủng hộ đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, có khi người ta chưa cần biết là Lưu Bình Nhưỡng sai, đúng, mà bây giờ cứ thấy tranh luận là người ta thích rồi. Đấy. Theo tôi cảm nhận như vậy. Đấy. Cho nên đó là tại sao mà cái tranh luận nó có tác dụng, là có khi con người mình chưa, có những người chưa học sâu, chưa nghiên cứu, nhưng mà cái cảm nhận trong cái óc của mỗi con người, kể cả những người ít học, vẫn hiểu được rằng trên trong cái cuộc sống của con người này, những cái gì là hay, những cái gì là bền lâu, những cái gì là tốt, những cái gì không tốt. Cho nên là bây giờ cái văn hóa phản biện, tranh luận, chửi bới, chỉ trích là bằng miệng, chúng ta đừng có là cảm thấy đó là một cái gì không hay, mà có khi là những, đặc biệt những người công an cứ thấy phải thực tế, bởi vì cái gì không đúng là có như phải cấm, hay là cái gì mà quá mức là phải kiềm chế, bằng thậm chí là phải bằng bỏ tù nó, chứ không là nó cứ linh tinh lằng thằng chả ra cái vấn đề gì. Nhưng mà thực ra là các bạn thấy tạo hóa sinh ra nói suốt ngày đâu có mất cái gì đó, thậm chí là có khàn cồ một chút chứ không mất cái gì cả. Nhưng mà khi chúng ta hành động mà đúng thì ra giá trị, mà không đúng là bị xâm hại giá trị, không đúng là mình thiệt hay là người khác thiệt đấy. Nhưng mà nói suốt ngày được à, không có gì. Nên là chúng ta phải tập nói, tập phản biện, đặc biệt là chính quyền phải làm cái luật an ninh mạng, cái nghị định an ninh mạng làm sao mà để đảm bảo được cái là cái lợi ích tương tác trong xã hội qua công cụ mạng. Và cái thứ hai nữa, ở Quốc hội đó, không chỉ Lưu Bình Nhưỡng và tất cả các đại biểu khác cũng phải chất vấn như vậy, có khi có sai, hay là đúng 10 sai 5, đúng 10 sai 1 gì đó, hay là có khi sai nhiều, mình nói sai mình chấp nhận, đính chính, ok. Cho nên là tôi muốn kết luận, tôi muốn mong muốn là coi như là cái phía đặc biệt là chính quyền nói chung và ngành công an nói riêng phải thích nghi tập. Nói tập thì cũng có khi không đúng lắm, là tại vì người ta không có rồi. Nhưng mà phải nói chung là phải vượt lên cái mức trung bình hoặc trên trung bình trong cái văn hóa phản biện, tranh luận. Và cái phía gọi là phe đối lập cũng thế, cũng đừng có nhìn với họ, đừng có nhìn những công chức, những chính quyền với con mắt cực đoan quá. Và tại vì tôi nói rằng bây giờ các bạn cứ nghĩ rằng là công an hay chính quyền cứ trấn áp giới bất đồng nhé, ngay trong nội bộ họ họ cũng trấn áp nhau chứ chưa nói. Cho nên là khi mà chúng ta thay đổi được cái nhận thức ấy, thì không
không chỉ là nội bộ gia đình họ mà đối với người ngoài họ vẫn có cái đối xử tốt, hay là chúng ta có nhận thức cao thì chúng ta cũng nhận định, hay là chúng ta tương tác với người thân hay là với xã hội với mọi người vẫn tốt. Cho nên là tất cả phụ thuộc vào nhận thức. À, vậy cho nên là tôi nghĩ là đến cái clip này không biết là có đến được những người có cái ảnh hưởng ở trong công an hay không, nhưng mà tôi đề nghị là công an dừng ngay cái chuyện mà dùng báo này báo kia, không còn đi vào vấn đề cụ thể mà cứ nói là Lưu Bình Nhưỡng cơ hội chính trị, trong lúc đó là cũng là một đại biểu quốc hội, cũng đảng viên, cũng là tiến sĩ luật chứ không phải là những cái người này kia đâu. À, rồi bây giờ mà cứ thái ý mình mà mình cứ quy chụp cho người ta là rác rưởi, là thú vật, là thế này thế kia, là cái đó là không có phát triển được. Mà con người chúng ta ai cũng muốn văn minh giàu có chứ. À, thì đến đây video dài quá rồi, và chúng tôi có đáng lẽ ra có 11 luật sư để lên để là cũng liên quan đến cái vấn đề luật này kia, nhưng mà luật sư bận thì không tham gia được, và ba anh em chúng tôi xin kính chào tạm biệt tại đây. Xin hẹn gặp lại. Cảm ơn anh Thiên, cảm ơn anh Môn, Kim Môn, và cảm ơn